Hello, xin chào tất cả các bạn. Thời gian gần đây thì có nhiều bạn rồi có nhiều người comment, có nhiều bạn cũng hay hỏi. Nhiều khi cuộc sống ở bên Úc có những lúc vất vả, có những lúc buồn chán hay là những lúc cô đơn, gì sốc về mặt tâm lý. Thì có nhiều người thì cũng chọn cái phương pháp là muốn hỏi mình có qua nên sống ở Úc hay là quay về Việt Nam. Thì đối với mình đó thì mình lâu nay mình cũng không có thì lâu nay mình ít nói về vấn đề này. Mình chỉ lựa chọn là khi các bạn đã đến Úc rồi thì chúng ta cố gắng sống cuộc sống ở Úc, và các bạn ở Việt Nam thì nếu mà thấy tương lai của mình tốt thì cũng cố gắng sống ở Việt Nam. Ở đâu nó cũng có cho chúng ta cái cơ hội hết, tức là nếu chúng ta cố gắng làm việc, nếu chúng ta cố gắng giống như bao nhiêu người khác, chúng ta nhìn ra được một cái hướng đi cho mình thì nó có thể thành công, cho dù không không nhanh thì cũng chậm, bởi vì đúc kết từ cái cuộc sống của mình. Nhờ ngày hôm nay thì mình có thấy nhiều trường hợp ở bên này, và mình cũng gặp khá nhiều cô bác anh chị bên này sau khi qua Úc. Có những người con cùng đi theo qua Úc, và sau khi có thường trú, thậm chí có người có thường trú rồi nhưng không có chịu nổi cái cuộc sống bên này, quay về Việt Nam. Thì nếu mà mình gặp khoảng gần 10 cô và cô chú rồi đó, đều cũng nói, nhưng mà hầu như họ kể về những người quay về lại Việt Nam là hầu như đa số là thất bại nhiều hơn là thành công, ngoại trừ những ai đi du học muốn quay về Việt Nam có cơ sở, có những cái chí thú khác thì cái số ít đó mình chưa nghe. Cũng có người thành công, cũng có người học trình độ này trình độ kia thì có thể quay về Việt Nam có những cái cơ ngơi, có những cái cơ sở họ làm việc, thì đôi khi vì cái trình độ cao để phục vụ cho đất nước của mình, để những cái cơ quan nhà máy nhận, thì đó là những người thành công và họ xây dựng lên, thì đó là những người trình độ cao. Mình không dám với tới những cái thành phần đó, ở đây là những người lao động bình thường theo gia đình, theo cha mẹ đi đến Úc nhưng cảm thấy sốc, cảm thấy có một cái gì đó chán chường, quay về Việt Nam thì hầu như đa số là thất bại hơn là thành công. Có thể mới đây một thời gian gần đây mình gặp cũng vài vài người cũng than vãn sau khi đưa những người con của mình đi qua bên này định cư cùng với cha mẹ đó, thì những người con này không có chịu nổi cái cuộc sống bên này, quay về. Thì mình cũng có hỏi, mình nghĩ những bạn trẻ đó, trẻ mà ở độ tuổi 20 30 đó quay về Việt Nam đó, thì mình đặt ra một cái câu hỏi là liệu cô hay chú rất là thương con cái của mình đúng không? Thì trả lời cho mình ngay ngay luôn là cô chú đó trả lời là đúng rồi, rất là thương, chiều chuộng tưng tưng trứng, tức là mọi thứ đều lo, mọi thứ phải hy sinh tất cả để lo cho những người con đó. Thì đó là một cái môi trường mà nó không có giúp cho chúng ta tự vươn lên, tự lập được. Đây là một cái tính cách sống của cái thế hệ trẻ ở Việt Nam của mình, mà ở lứa tuổi, thậm chí ngay ở cái lứa tuổi 8X giống như tụi mình. Những ai mà có những cái hoàn cảnh nó khó khăn trong cái cuộc sống thì nó tự nó vươn lên, nó mạnh mẽ, nó vươn lên, nó ý thức được cuộc sống, nó không có nương tựa nhờ vả một thứ gì khác. Nhưng nếu mà có một cái hoàn cảnh cha mẹ thương con hay là nhà có tài chính một chút xíu là chúng ta ỷ lại, nhiều khi cái vấn đề tự lập để vươn lên thì nó rất là ít, nó là cái vốn tự lập không bằng những cái trẻ ở nước ngoài. Ở nước ngoài nó đào tạo, cái môi trường nó đã đào tạo ra rồi, từ nhỏ té ngã xuống nó phải tự lồm cồm bò dậy đứng lên. Còn đối với người Việt Nam mình, té là cả ông cả bà, cha mẹ, cô dì chú bác lo sốt gió lên đó. Nó là chính vì những điều đó mà nó làm cho cái con người thế hệ trẻ bây giờ nó bị yếu đuối. Nhiều khi bản thân mình cũng vậy, mình cũng hay thấy
bản thân mình cũng kiểu cũng cảm thấy là yếu đuối, nhiều khi một chút gì đó sốc, một chút gì đó nó thay đổi, mình cảm thấy mình muốn giống như là mình rụt chân lại, nhiều khi lo lắng nhiều hơn là mình mạo hiểm. Đó là cái bản bản năng của người Việt Nam của mình theo cái lứa tuổi trẻ bây giờ mà nằm trong những cái hoàn cảnh hơi sung sướng. Thì một vài người cô chú đó có kể cho mình đi, con cái đi theo qua bên này, bây giờ những người con nó quay về Việt Nam thì cô chú nó không muốn về, quyết định sống ở bên này một mình thì cũng cảm thấy buồn. Thì những người con về Việt Nam, có người thì nhiều khi phải lo lắng gửi tiền về cho Việt Nam sinh sống nữa. Rồi có người thì về thì thậm chí vướng bận vào bia rượu chè, rồi làm ăn thất bại, rồi trở thành nghiện ngập cũng có. Đó là những cái nỗi đau, nỗi buồn của cha mẹ mà cố gắng đưa cho con mình đến cái nơi, cái đất nước đây nó có nhiều cơ hội, nhưng mà do cái bản bản lĩnh và cái độ tự lập hòa nhập với cuộc sống mới chúng ta không có. Đâu thì cũng cũng vậy thôi, ai chân ướt chân ráo tới một cái môi trường mới nó đều khó khăn hết, nó bỡ ngỡ hết, nó không thể nào chúng ta hòa nhập ngay. Bởi vì khi mà chúng ta ở mức độ tuổi mà khoảng 20, 30 trở lên đó, cái con người của chúng ta nó đã bị thuần Việt trong một cái môi trường của mình rồi. Nhưng mà chúng ta khi đã quyết định đi thì chúng ta phải phải cố gắng giống như mọi người. Tuy rằng chúng ta kém hơn mọi người một chút xíu về vấn đề trình độ hay là cái khả năng, cái bản năng của chúng ta nó kém hơn, thì chúng ta phải cố gắng, phải đi từ từ. Người ta đi giỏi thì người ta đi nhanh, còn mình đi dở thì mình đi chậm chậm. Giỏi thì chạy như thỏ vậy thôi, còn chậm thì cũng đi như rùa, thì cũng phải bước đi. Đích là ở phía trước, chúng ta đi thì nó mới tới, còn không đi thì không bao giờ tới được đích, đúng không? Chậm nhanh không thành vấn đề nữa. Cho nên có nhiều bạn quay về Việt Nam thất bại, đôi khi tiếc thì cũng không không thể nào quay lại Úc được. Nhưng mà mình nghĩ đó, những người mà có công việc không có ổn định đó, khi mà đặt chân được đến Úc thì nên trụ lại ở Úc. Bởi vì dù sao đi nữa, cuộc sống ở Úc nó vẫn tốt, nó có nhiều cái cơ hội, chúng ta có nhiều hoàn cảnh mà nó giúp cho con người chúng ta cũng ít sa ngã nhiều hơn. Trừ trường hợp chúng ta cố tình muốn sa ngã thôi. Chứ còn chúng ta, bản thân chúng ta mà muốn muốn tự lập, muốn tạo dựng cơ ngơi cho mình thì cuộc sống, cái đời sống ở bên này nó có thể giúp được. Tuy rằng như hồi nãy mình nói, tuy rằng là nó có thể chậm hơn mọi người khác, và chúng ta cũng không nên so bì với một người khác. Họ có những cái hoàn cảnh khác nhau, họ có một cái tố chất khác nhau, bản lĩnh, thời cơ của họ nó khác mình. Mình cảm thấy là giống như là mình cẩn thận, mình rụt rè, mình nhút nhát, mình chậm chạp, thì mình đi theo cái con đường chậm chạp đó của mình. Ở cái đất nước này thì không ai có cơ hội để làm tổn thương lẫn nhau hết. Ở cái đất nước này thì người ta cũng phải tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta làm việc được, sức khỏe ít, năng lực ít thì chúng ta thu nhập thấp hơn người ta. Bởi vì cuộc sống bên này nó không có đói. Nếu chúng ta có khó khăn, có sự hỗ trợ của chính phủ, tức là gọi là an sinh xã hội ở Úc cũng khá là tốt, đúng không? Khi mà chúng ta gặp thời thế nó không tốt, hoàn cảnh nó không, sức khỏe chúng ta không đủ làm việc nữa, chúng ta có thể ở nhà gửi đơn xin chính phủ, xin về vấn đề hỗ trợ về phúc lợi xã hội của Úc, họ có chu cấp cho chúng ta cuộc sống cũng đủ đủ để mà sống, đủ để mà trả tiền này tiền kia. Biết rằng nó không dư, nhưng cái cuộc sống chúng ta là không đói. Bệnh tật của chúng ta đi bệnh viện không có phải mất đồng tiền nào hết. Bởi vì những người đi làm khi còn sức khỏe, khi còn trẻ, họ làm, họ có đóng thuế. Thứ nhất, đóng thuế cho xây dựng đất nước, đóng thuế để cho những cái phúc lợi, để xây dựng, để cho lợi ích cá nhân của từng người, và sau trong đó có bản thân của mình nữa, đúng không? Rồi những nhà doanh nghiệp, những chủ đầu tư, họ đóng thuế cho cái đất nước này. Rồi khi nào con người ở đây họ có vấn đề gì thì cái tiền đó cũng
giúp đỡ lại cho con người ở đây. Đó là hai cái điều mà mình thấy rất là tốt. Và cái việc giáo dục nữa thì các bạn cũng thấy rồi, giáo dục ở Úc rất là nhiều nước trên thế giới đổ xô về nước Úc này để mà học. Rồi phúc lợi xã hội, y tế và giáo dục, đó là những cái thứ mà hàng đầu ở bên này. Và vấn đề an ninh thì ở bên này thì tất nhiên đất nước nào nó cũng có vấn đề bất ổn riêng của nó hết, nhưng do cái tỷ lệ nó cũng khá là thấp, hiểu không? Nhưng không phải là không có, có thấp. Rồi sau này, tương lai sau này nó là bất ổn hay là kinh tế nó như thế nào thì nó có thể biến đổi lần lần. Nhưng mà mình khuyên đó, đã rời được Việt Nam, đã rời, các bạn đã quyết tâm, gia đình, cha mẹ, hay là chúng ta có một cái tinh thần nào đó muốn rời Việt Nam để xây dựng cái cuộc sống của mình, đi đến Úc để làm gì? Chúng ta ngay từ đầu chúng ta rời Việt Nam, tức là chúng ta muốn đi đến Úc để làm gì? Để thay đổi cuộc sống của mình, hay là gì, chán chường ở quê hương Việt Nam của mình? Mỗi người nó có một cái quan điểm. Có người đi vì chán chường, có người mang tư tưởng là gì, chính trị, rời, muốn rời Việt Nam đi. Có người vì cái cuộc sống ở Việt Nam cảm thấy nó không an toàn. Có người muốn thay đổi cuộc sống của mình an nhàn, hay là muốn hưởng cái bầu không khí trong lành ở bên này. Và có người cũng hướng ngoại, thích đi nước ngoài. Và có người muốn đi vì kinh tế, thay đổi cuộc sống để giúp đỡ cho gia đình. Nó rất là nhiều người, nhiều cái thành phần như vậy. Cho nên chúng ta, khi chúng ta đã quyết định rời Việt Nam, thì chúng ta cố gắng làm sao ở trên cái xứ sở này. Mình thấy có rất là nhiều người khi quyết định, quyết tâm ra qua bên này rồi á, là phải đạt được để ở bên này. Còn cái việc chúng ta làm có tiền rồi, chúng ta được đạt được một cái gì rồi, chúng ta quay về phụng sự cho quê hương, chúng ta giúp đỡ cho quê hương, giúp đỡ cho nhiều người ở bên Việt Nam, thì khi chúng ta thành công, còn không thành công thì chúng ta cũng là một cái con người được sống trong một cái nơi cảm thấy nó là khí hậu chan hòa nè, rồi đời sống nó cũng không có quá gì áp lực cho chúng ta hết. Chỉ có một điều là gì, chúng ta thay đổi cái văn hóa sống, chúng ta cảm thấy nó hơi cô đơn một chút xíu, thiếu thốn bạn bè một chút xíu, rồi từ từ dần dần già nó sẽ quen. Công việc thu nhập nó ban đầu nó có thấp hơn một chút xíu, nhưng chúng ta không thể đánh đồng được là gì, cứ so đo tại sao ông A bà B ông thu nhập nhiều mà mình lại thu nhập ít. Đó là cái năng lực của mình. Cho nên nhiều khi các bạn, nhiều khi cứ suy nghĩ, nhiều khi nó yếu đuối quá rồi cứ suy nghĩ nhiều quá, rồi suy nghĩ hơn thua ở Việt Nam, rồi chúng ta quay về Việt Nam. Quay về Việt Nam thì chúng ta phải làm lại từ đầu. Mà đôi khi khi chúng ta về Việt Nam rồi là chúng ta nhìn thấy những cái điều gì đó ở Việt Nam, rồi chúng ta lại so sánh ở bên nước ngoài, đúng không? Việt Nam có được cái mặt tinh thần, nhưng nhiều khi cái công việc lao động kiếm tiền nó không có nhiều, không có cơ hội để chúng ta có tài chính thêm nữa. Rồi thực sự khi chúng ta từ ở nước ngoài về Việt Nam, bạn bè nó mừng rỡ, tay bắt mặt mừng, nhưng vô tình cái đó cũng là đưa chúng ta tới cái chỗ cạn kiệt về tài chính. Chúng ta mừng rỡ những cái buổi họp mặt bạn bè, giao lưu đàn ca sáo thổi, ăn chơi nó thoải mái, nó xả stress bao nhiêu cái buồn phiền của mình, nhưng bù lại thì tài chính chúng ta không có. Nhưng mà ở Việt Nam thì các bạn có thể biết rồi, nếu mà nói một cái điều mà không phải là điều đây là điều xúc phạm, nhưng mà gì, chính vì những cái vấn đề chủ quan đó, chúng ta chơi cho thỏa mãn, nhiều khi chúng ta hết tiền rồi thì lúc đó bạn bè nó cũng tan rã luôn, đúng không? Khi chúng ta rơi vào những cái hố sâu đó thì bạn bè tự động ai cũng lo thân nấy, rồi một mình tự phải tự ngồi lên, ngồi không được chìm xuống luôn. Đó là một những cái điều mà mình thấy cơ bản nhất mà những ai mà rời Việt Nam qua bên này rồi một thời gian mà chịu không nổi về Việt Nam, thì mình nghĩ chắc chắn là ít có người thành công. Giờ ở những cái bậc người lao động, còn những người trình độ cao họ có một cái quyết định khác. Nên các bạn, những người có trình độ cao, họ tốt nghiệp đại học, họ tốt nghiệp những bằng tiến sĩ rồi bên này, thì đất nước của mình trọng dụng hơn. Đó là những người tài, họ muốn đi đâu họ đi về, họ làm gì cũng được. Thì đó là những người tài rồi, họ về, họ phụng sự cho cái đất nước của mình. Còn những người lao động bình thường giống như mình thì đi về, ở tuổi trẻ thì về Việt Nam, quay lại Việt Nam rất là khó. Chỉ có những người kinh doanh, như ở những video trước mình nói, những người kinh doanh và những người có tầm cỡ,
có bằng cấp trình độ cao họ mới quay về, họ mới thành công. Chứ còn những người lao động mà đã rời Việt Nam đi qua bên này sống sống không hòa nhập được, quay về Việt Nam thì mình bảo đảm mình chắc chắn là cũng cũng trở lại những con người cũ, không hơn không kém gì hết. Cho nên mình khuyên nếu mà ở lại được Úc thì cố gắng ở. Và làm sao chúng ta phải mở lòng mình ra, mở lòng mình ra để mình đón nhận cái nền văn hóa mới. Mình giống như là mình cũng nói như thời gian ban đầu mình đến Úc cũng giống như một đứa trẻ khoảng 2 tuổi không biết gì, giờ nó rất vô cùng sốc, sốc lắm, muốn nói chuyện với người bản xứ nói cũng không được, muốn trò chuyện muốn đi đâu cũng ngỡ ngàng. Cho nên mình trở thành mình tự ti, mình co rúm lại. Nhưng mà đó là gì, không ai bắt mình co rúm hết, mình chính bản thân của mình, suy nghĩ của mình nhiều, mình tự ti, mình thấy mình co rúm vậy thì mình mở lòng ra, có gì đâu mà ngại. Xứ sở này nó cũng giống như ở xứ sở Việt Nam, người phương Tây họ đến Việt Nam họ cũng đâu hiểu ngôn ngữ của mình, nhưng tại sao họ họ có bản lĩnh, họ đi được, họ thoải mái được, thì họ mở lòng họ ra, họ tới họ hỏi, đúng không? Họ hỏi bằng tiếng Anh thì mình không biết, thì họ cố gắng họ học vài chữ tiếng Việt thì mình hiểu, mình cũng cố gắng mình giúp họ. Thì mình qua bên này thì người bên Tây đó họ cũng sẵn sàng mở lòng ở đây, họ đón nhận chúng ta, mình hỏi cái gì họ giúp được, họ sẵn sàng giúp mình nói thiệt với các bạn. Tại vì nhiều khi chúng ta chưa gặp những cái trường hợp họ cố gắng giúp đâu, mà cho chúng ta thấy bế tắc chúng ta không muốn họ giúp nữa. Chứ mình thực sự mình cũng có nhiều lần mình nhờ những người bạn mình mới quen, những người qua đường mình nhờ họ giúp, họ sẵn sàng mở lòng để họ giúp tận tận tâm tận lực. Nhưng mà có nhiều cái họ giúp mà mình không hiểu, tại vì mình nói họ cũng không hiểu. Cho nên những cái điều đó mà chúng ta phải cố gắng. Thiệt sự bên này người ta cũng rất là chan hòa, nhưng mà cái vấn đề là gì, chúng ta phải cố gắng từ từ. Hôm nay chúng ta cố gắng cái này, không biết thì hỏi người ta, người ông bà xưa mình cũng dạy có câu là không biết thì hỏi, muốn giỏi thì phải học thôi. Cho nên người qua đây mình cũng không biết gì thì mình hỏi lung tung, mình hỏi thậm chí gặp người Việt Nam mình hỏi người Việt Nam, gặp trẻ mình hỏi trẻ, gặp già mình hỏi già. Thì từ từ mỗi người nó đúc kết cho mình một cái thông tin, một cái kinh nghiệm. Có người cho mình một cái câu trả lời sai cũng có các bạn. Nhiều khi mình cũng rối đầu về vấn đề đó. Có nhiều người sống ở bên này, có nhiều người sống bên này nhưng mà cái hiểu biết họ cũng cũng ít. Nên nhiều khi mình hỏi cũng có người họ trả lời theo kiểu là nói bừa cũng có. Họ nói xong rồi mình cũng nhận cái thông tin sai lệch mình cũng có. Nhưng mà sau đó mình hỏi một người khác, một người bản xứ, một người đã từng lớn lên sống bên này, họ hiểu nhiều hơn thì họ nói à, mình mới phân tích ra ừ cái này đúng cái này sai, cái nào đúng mình gom cho mình, cái nào sai mình loại bỏ. Đương nhiên là trên cái vấn đề chúng ta phải vấp những cái chuyện đó. Ngay cả trong nước chúng ta lớn lên từ nhỏ cũng có nhiều cái thông tin nhiều đa chiều, có người tốt họ cho mình cái thông tin tốt, có người xấu họ cố gắng họ tìm cách họ nói sai lệch đi. Thì ở bên này chắc chắn mình cũng có. Nhưng mà sau đó thì mình phải lọc ra cái nào tốt có lợi cho mình, cái nào tốt họ cho mình thì mình nhận, còn cái nào sai thì mình gạt ra một bên thì mình tiếp tục mình sống. Thì đó là theo cái kinh nghiệm của mình sống. Thì tới thời điểm này mình sống cũng được hơn 5 năm rồi, thì mình thấy cái nơi nào chúng ta cố gắng và chúng ta quyết định phải đi lên, đi từng bước một, đi như đứa trẻ con không biết gì. Chúng ta gạt bỏ hết cái quan niệm là chúng ta đang sống ở Úc và tư tưởng ở Việt Nam, thì chúng ta bắt đầu đi lên. Nếu chúng ta cứ so bên này một chút, so bên kia một chút thì nó rất là khó. Lúc nào trong người của chúng ta cũng cũng nghĩ nó lẫn quẩn cái đó, chúng ta khó mà tìm ra lối thoát. Ở những video trước mình có chia sẻ các bạn, mình cũng nói là những cái tâm tư, cái cảm nghĩ nước Úc khá là buồn trong những ngày đầu khi chúng ta đến Úc. Nhưng sau đó chúng ta phải đi tìm cái niềm vui của mình. Tại sao người ở bên này người ta sống theo cái quan niệm vui, thì mình chúng ta đi tìm tới cái vui của họ là cái gì, mình có thể vui được hay không. Thì mình khi sau khi mình thấy ừ cái đó nó cũng có thể hợp với mình, nhiều khi bên này nó có rất là nhiều nhiều cái chuyện vui để chúng ta giải trí cho bản thân của mình sau những ngày làm việc. Chúng ta phải tìm cách chúng ta giải trí ra, cái giải trí, cái thư giãn là cái mà mình phải tìm cách mình tạo ra nó. Như ở mình đó, thời gian rảnh rỗi thì mình đi chơi, mình đi chỗ này đi chỗ kia, chỗ nào chưa biết thì mình tìm tòi, mình nghe ngóng, mình hỏi những
anh chị cô bác, những người bạn bên này sống lâu, họ có những cái địa điểm nào vui. Nếu mà mình thích đi du lịch các bạn, mình rất là thích đi, thì mình tìm những cái thông tin đó mình đi đi đó, là cũng trở thành cho mình trải nghiệm, là mình thấy được, là mình hiểu được cái không gian, thời gian, cái khoảnh khắc đó, rồi mình hiểu thêm cái vị trí địa lý, cái thời tiết, đôi khi cảm nhận nó bổ sung cho mình nhiều cái kiến thức, nhiều khi cái đó nó bổ sung cho mình trở thành một cái kiến thức, nó giúp cho mình những cái thông tin khác, từ từ thì mình sẽ có. Còn ai mà thích nhậu nhẹt bạn bè thì nhiều khi cũng có bạn bạn bè để nhậu nhẹt, bạn thích đi giải trí từ những cái shopping lớn hay là gì đó, vân vân. Còn mình thì mình thích ra thiên nhiên đi tìm hiểu về vấn đề văn hóa, hay tìm hiểu những cái gì đó mới lạ theo cái ý của mình. Đó là mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Đến Úc rồi, nếu có cơ hội đến Úc thì hãy tìm cách ở lại định cư. Chỉ có trừ trường hợp chúng ta không thể nào ở lại Úc thì chúng ta quay về thôi. Còn khi chúng ta có cơ hội ở Úc mà chúng ta quay về Việt Nam, bởi vì chúng ta mang tư tưởng là gọi là gì, buồn hay là cô đơn, chỉ vì những cái đó mà chúng ta quay về Việt Nam để sống theo cái kiểu Việt Nam là vui, bạn bè rồi đông đúc, thì như vậy thì chúng ta có một cái tư tưởng nó hơi bị yếu đuối, nó hơi bị yếu đuối không ạ. Và nếu mà cứ nghĩ là ở bên Úc buồn, về Việt Nam mà sống dở vui á, thì những người đó thất bại. Khi chúng ta quay về Việt Nam là chúng ta làm gì, ở bên Úc sống chúng ta cũng phải làm gì, nhưng khi chúng ta rời đất nước Úc này đi quay lại Việt Nam là trong đầu chúng ta phải nghĩ là gì, về Việt Nam phải làm cái gì mới về. Chứ còn về Việt Nam mà để phân biệt là nước gì nước Úc buồn để quay về Việt Nam thì đó là những người yếu đuối. Mình chỉ có khuyên các bạn là nên ở lại, buồn phải tìm cái cách thư giãn và tìm cho ra cái niềm vui của mình ở bên này. Đó là một chút gì đó mình muốn trò chuyện với các bạn. Mình khuyên mọi người ở đây có tư tưởng muốn quay về Việt Nam nhưng vì cái tư tưởng mà gọi là buồn thì đừng cứ đi về, ráng thêm một chút vượt qua cái buồn, đi tìm cái vui cho mình. Ở bên này nó cũng có rất là nhiều cái chuyện đó vui, nhưng mà do mình chưa tìm ra đúng cái vui của mình thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Bye bye.